Trên thế giới, Hàn Quốc sẽ tước giấy phép của 7.000 bác sĩ đình công. Bà Haley lần đầu đánh bại ông Trump trong vòng sơ bộ Đảng Cộng Hòa. Bạo lực bùng phát ở Haiti, gần 4.000 tù nhân đào tẩu. Bất thường, Trung Quốc không tổ chức họp báo sau cuộc họp Quốc hội. Tại Việt Nam, chi chít đinh được hút trên quốc lộ 1. Tại Sài Gòn, hàng ngàn mét dây kết nối camera dưới giả cầu bị mất. Cao điểm của nắng nóng và xâm nhập mặn nguy cơ ảnh hưởng 80.000 hecta cây trồng. Một nam sinh lớp 9 tử vong sau khi thi chạy tại hội khỏe Phù Đồng. Tham gia tuyển mẫu nhí, người mẹ bị mất 300 triệu đồng. Nguyên Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đã đến với chương trình tối nay ngày 4 tháng 3 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình ưu đãi cho ngày 8 tháng 3 với các sản phẩm hấp dẫn của Khỏe Tự Nhiên. Cụ thể thì Nguyên Ngọc sẽ nhắc lại ở cuối chương trình hôm nay. Còn bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với tin thế giới đầu tiên. Hàn Quốc sẽ tước giấy phép của 7.000 bác sĩ đình công. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Yong-hong thông báo vào ngày hôm nay ngày 4 tháng 3 rằng nước này sẽ kiểm tra các bệnh viện để truy cứu những bác sĩ nội trú không trở lại làm việc và tước giấy phép hành nghề của khoảng 7.000 người. Ông Cho nói rằng những bác sĩ chưa quay lại làm việc có thể gặp rắc rối nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp của họ. Chúng tôi sẽ có phản ứng nghiêm khắc và nhanh chóng với những người gây ra hành động tập thể dẫn đến hỗn loạn trong ngành y. Đây được coi là phản ứng cứng rắn nhất của chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với phong trào đình công tập thể của bác sĩ nội trú. Khoảng 9.000 bác sĩ nội trú Hàn Quốc, chiếm khoảng 70%, đã nghỉ việc tính từ ngày 20 tháng 2, dẫn đến nhiều ca phẫu thuật bị hủy và gây đình trệ cho dịch vụ khám chữa bệnh. Vào ngày 27 tháng 2, một cụ bà 80 tuổi đã tử vong sau khi xe cứu thương của bà bị từ chối đưa vào một số bệnh viện do các bác sĩ đang đình công. Một bệnh nhân ung thư não nói với phóng viên rằng quá trình hóa trị của anh cũng bị hoãn lại mặc dù các khối ung thư đã lan đến phổi và gan. Nhiều người dân khác cũng tỏ ra ngán ngẩm với giới y tế. Bình luận được quan tâm nhiều nhất trên Naver viết rằng phải có bệnh nhân mới có bác sĩ. Người chỉ vì miếng cơm mà bỏ bệnh nhân thì không có tư cách làm bác sĩ. Nếu đã thích tiền thì kinh doanh đi, đừng làm nghề y nữa. Cứ đuổi thẳng cổ những người bỏ bệnh nhân không chịu quay về bệnh viện đi, bác sĩ thực tập nào lấy lý do bảo lưu kết quả thì cũng cho nghỉ luôn. Đã không có lương tâm nghề nghiệp thì tốt nhất nên đi làm nghề khác. Vâng, thưa quý vị, cho đến nay thì có rất ít dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ nhượng bộ. Vào ngày 3 tháng 3, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA, đại diện cho bác sĩ tư nhân, đã tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Seoul với sự tham gia của hàng ngàn bác sĩ để phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Hiệp hội Y khoa Thế giới lên án mạnh mẽ hành động của chính phủ Hàn Quốc nhằm chấn áp tiếng nói của những người đứng đầu KMA, đồng thời khẳng định quyền của các bác sĩ được hành động tập thể, trong đó có đình công. Cũng một nước khác ở châu Á có diễn biến bất thường, tại Trung Quốc không tổ chức họp báo sau cuộc họp Quốc hội. Vâng, kính thưa quý vị, Reuters đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ không tổ chức họp báo sau khi kết thúc cuộc họp Quốc hội thường niên năm nay, chấm dứt truyền thống được duy trì trong hơn 30 năm. Kể từ năm 1993, các thủ tướng Trung Quốc sẽ gặp gỡ giới truyền thông sau cuộc họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc NPC. Mục đích là mang đến cho các nhà báo, bao gồm cả báo nước ngoài, một cơ hội hiếm có để đặt câu hỏi cho giới chức Bắc Kinh. Người phát ngôn NPC, ông Lâu Cần Kiệm nói rằng, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sẽ có nhiều cuộc họp giao ban hơn của các bộ trưởng chính phủ, nơi các quan chức nội các cấp cao sẽ nói về các vấn đề ngoại giao, kinh tế và sinh kế của người dân. Ông Lâu nói thêm, Thủ tướng nước này cũng sẽ không đưa ra thông báo ngắn gọn trên phương tiện truyền thông khi kết thúc các NPC trong tương lai. Chuyển qua một số thông tin đáng chú ý khác, bà Haley lần đầu đánh bại ông Trump trong vòng sơ bộ Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ vào tối qua, ngày 3 tháng 3, tức là sáng ngày hôm nay ngày 4 tháng 3 theo giờ Hà Nội, xác định cựu Tổng thống Nam Carolina Nikki Haley đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại thủ đô Washington sau 3 ngày bỏ phiếu. Bà Haley, đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa, giành gần 63% số phiếu, trong khi cựu Tổng thống giành được hơn 33%. Đây là chiến thắng đầu tiên của bà Haley trong cuộc đua giành đề cử ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa diễn ra ngay trước thềm siêu thứ ba của ngày 5 tháng 3, khi 16 tiểu bang và vùng lãnh thổ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ. Chiến thắng của bà Haley không gây bất ngờ lớn.
nhiều người tin rằng thủ đô Washington là cơ hội chiến thắng tốt nhất và có lẽ là duy nhất của bà trong vòng sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Trước đó, ông Trump đã thắng bà Haley trong bầu cử sơ bộ ở toàn bộ 8 tiểu bang đầu tiên với cách biệt đáng kể. Dù thất bại ở Washington, nhưng ông Trump cũng đã củng cố thế áp đảo trước bà Haley khi chiến thắng bầu cử sơ bộ liên tiếp ở Missouri, Idaho và Michigan cuối tuần qua, tiến gần đến tấm vé đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống. Bạo lực bùng phát ở Haiti, gần 4.000 tù nhân đào tẩu. Tờ Al Jazeera đưa tin bạo lực ở Haiti gia tăng trong những ngày gần đây sau khi các băng nhóm do Jimmy Chéririo cầm đầu yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry từ chức. Vào tối ngày 2 tháng 3, các băng nhóm đã tấn công nhà tù quốc gia ở thủ đô Port-au-Prince. Chỉ có khoảng 100 trong số 3.800 tù nhân còn lại bên trong trại giam sau vụ việc. Một phóng viên của hãng tin Pháp đến thăm nhà tù vào ngày 3 tháng 3 cho biết đã nhìn thấy khoảng chục thi thể bên ngoài nhà tù. Cánh cổng vẫn mở và hầu như không còn ai ở bên trong. Theo Reuters, một tù nhân giấu tên nói rằng, "Tôi là người duy nhất còn lại trong phòng giam. Chúng tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng đạn. Hàng rào đã bị phá vỡ." Trong một tuyên bố, chính phủ Haiti cho biết cảnh sát đã cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công của băng đảng nhằm vào nhà tù quốc gia và một cơ sở khác. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù thứ hai này, nơi có 1.450 tù nhân. Chính phủ cho biết thêm, các cuộc tấn công đã khiến cho một số nhân viên nhà tù và tù nhân bị thương. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với các thông tin tại Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, đinh tặc là danh từ khiến cho nhiều người tham gia giao thông ám ảnh trên tất cả các con đường. Và liên quan đến danh từ này thì kính mời quý vị cùng đến với phần tin chi chít đinh được hút trên quốc lộ 1. Vâng, thời gian qua, ở khu vực xung quanh cầu vượt Linh Xuân, thành phố Thủ Đức và cầu vượt Sóng Thần ở Bình Dương thường xuyên bị giải đinh, dày đặc tại nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến người đi đường. Trong tối qua ngày 3 tháng 3, có nhiều công nhân tài xế đã tập trung cùng với nhóm xe hút đinh Bình Dương để giả hút đinh. Sau khoảng 2 giờ, 3 máy hút đinh thu gom được hàng loạt mảnh đinh bằng sắt có dạng hình thoi, nhọn hai đầu, dài khoảng từ 1 đến 2cm và sơn xanh với khối lượng là 5kg. Một người dân tham gia hút đinh cho biết, chúng tôi thường xuyên giả hút tại khu vực này, chỉ thấy số lượng bằng hoặc là tăng so với trước chứ không thấy giảm. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến an toàn của người dân khi di chuyển qua đây. Góc nhìn chuyên gia, luật sư Bùi Quang Nghiêm, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc giải đinh trên các tuyến đường có thể gây tai nạn, tổn hại đến sức khỏe và tính mạng, tài sản của người khác. Mặc dù đã có chế tài và quy định xử phạt nhưng vẫn còn quá nhẹ, khiến cho một số người vẫn dửng dưng thực hiện việc giải đinh nhằm thu lợi bất chính. Do đó, ông Nghiêm đề nghị cơ quan chức năng cần nâng cao ý thức của người dân. Ngoài ra, không thể vì khó rồi cho qua mà cần có phương án khác ngoài việc dọn dẹp hay là kéo xe hút định kỳ. Một số người dân cũng đã đề xuất cách làm như là lắp camera giám sát ở các đoạn đường. Còn về phía quý vị, theo quý vị thì cần có phương án như thế nào để có thể giải quyết được vấn nạn này? Quý vị thân mến, việc mất cắp những tài sản công như là lưới sắt, nắp cống, đường dây điện đã được cảnh báo nhiều lần trên các nền tảng truyền thông. Thế nhưng hiện trạng này vẫn tiếp tục tái diễn như câu chuyện mới đây tại Sài Gòn. Hàng ngàn mét dây kết nối camera dưới dạ cầu bị mất. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề xuất các địa phương có thêm lực lượng công an, trật tự, dân phòng tuần tra, kiểm tra để phát hiện nhóm có dấu hiệu xâm hại, phá hoại tài sản trên các công trình cầu. Trước đó vào tháng 1 năm nay, qua kiểm tra, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ phát hiện tình trạng mất cắp nhiều mét dây điện, dây cáp điện kết nối camera tại các dạ cầu giao thông thủy. Những dây bị trộm chủ yếu là dây nguồn điện, dây cáp đồng trần và các ống nhựa, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Theo trung tâm này, thì việc trộm cắp các dây nguồn điện, dây cáp đồng trần và phá hoại các hệ thống cáp kết nối camera gây khó khăn cho đơn vị vận hành, đồng thời không kiểm soát được lượng phương tiện tàu thuyền qua khu vực dạ cầu cũng như xử lý nhanh các sự cố va đụng vào trụ, thành cầu nếu xảy ra. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến tính mạng những người phá hoại, trộm cắp cũng như là người tham gia giao thông. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý khác. Cao điểm của nắng nóng và xâm nhập mặn nguy cơ ảnh hưởng đến 80.000 hecta cây trồng. Thông tin được Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện tại đang vào giai đoạn giữa mùa khô, cao điểm của nắng nóng và xâm nhập mặn. Dự báo nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức thấp, kéo theo xâm nhập mặn từ nay đến giữa tháng 3 vẫn ở mức cao, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.
Cụ thể, xâm nhập mặn có khả năng xâm nhập từ 45 đến 65 km tùy từng cửa sông, so với năm 2023 cao hơn từ 4 đến 9 km. Nguy cơ ảnh hưởng đến gần 40.000 hecta lúa và khoảng 43.300 hecta vùng chuyên canh cây ăn trái. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3 năm nay, các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước ở thượng nguồn sông Mekong, chiều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở miền Tây cần cập nhật các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Một nam sinh lớp 9 tử vong sau khi thi chạy tại Hội Khỏe Phù Đổng. Thông tin được Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết, một nam sinh lớp 9 trú tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã tử vong sau khi tham gia thi đấu tại Hội Khỏe Phù Đổng. Trước đó, nam sinh này đã tham gia thi đấu nội dung chạy ở cự ly 200m và đã hoàn thành với thành tích cao. Tuy nhiên, sau khi về đích, thí sinh này đã có những biểu hiện bất thường, mệt mỏi và được giáo viên dìu vào nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một lúc sau thì nam sinh có dấu hiệu sức khỏe không được bình thường. Lực lượng y tế đã tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, muốn xác định được chính xác nguyên nhân tử vong thì phải thực hiện các biện pháp pháp y, mà việc này phụ thuộc vào nguyện vọng của gia đình nam sinh. Vâng, kính thưa quý vị, khi mạng xã hội ngày càng phát triển thì những công việc liên quan đến nghệ thuật cũng dần bùng nổ với mức thu nhập tốt và ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là trẻ em. Vậy nên, có nhiều phụ huynh đã cố gắng tìm kiếm những lớp học, những cơ hội cho con em của mình. Đứng trước nhu cầu rất lớn như vậy, đã xuất hiện các hội nhóm lừa đảo ngày càng tinh vi như ở tin tức dưới đây. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các chương trình tuyển mẫu ảnh nhí hay là tham gia chạy hè trên mạng xã hội. Thủ đoạn của các đối tượng này là thông qua mạng xã hội như là Facebook, Zalo mời phụ huynh cho con tham gia ứng tuyển mẫu nhí cho hãng thời trang. Thử thách cho các phụ huynh khi muốn con tham gia vào ứng tuyển mẫu ảnh nhí là chuyển khoản để mua sản phẩm, sau đó cho con em mình làm mẫu chụp ảnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Các đối tượng sẽ trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ để kích thích phụ huynh tham gia. Nhưng khi số tiền chuyển vào tài khoản tăng cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này. Theo Công an thành phố Hà Nội, mới đây một phụ nữ ở huyện Đan Phượng đã bị chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng với thủ đoạn như trên. Do đó, cơ quan chức năng đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người dân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh bị mắc bẫy. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng tránh cho mọi người. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị thân mến, như đã thưa với quý vị ở đầu chương trình, hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình ưu đãi dành tặng cho các chị em và cả gia đình mình những phần quà hấp dẫn. Nguyên Ngọc xin được nhắc lại hai combo, đó là combo thứ nhất khi mua một lọ ủ môi trị thâm chống nẻ, một kem chống nắng dưỡng da mặt và nâng tông thay kem nền cùng với một thỏi son. Ba sản phẩm này với giá gốc là 824.000, hôm nay với giá ưu đãi là 599.000 đồng. Và combo thứ hai khi mua hai tuyếp kem đánh răng dược liệu hỗ trợ điều trị viêm lợi, hôi miệng, chảy máu trên răng và sâu răng, kèm với hai xà bông xả nghệ và mùi già. Cây xả nghệ và cây mùi già được trồng tại dược trang viên của Khỏe Tự Nhiên. Và 4 sản phẩm này có giá gốc là 368.000 đồng. Ngày hôm nay ưu đãi còn 330.000 đồng. Còn nếu quý vị mua cả 2 combo thì có giá ưu đãi chỉ còn 899.000 đồng. Và để đặt hàng, quý vị hãy nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại 0976 234 780 hoặc 0977 745 273. Vâng thưa quý vị, hai hôm vừa rồi đã có nhiều quý vị gọi điện đến để đặt hàng, mua cả hai combo này. Bộ phận vận chuyển đang chuyển đi nên quý vị hãy đợi vài ngày nếu ở ngoại thành quý vị nhé. Nguyên Ngọc xin được chân thành cảm ơn quý vị đã tin dùng các sản phẩm mà Khỏe Tự Nhiên lựa chọn. Kính chúc quý vị có những khoảnh khắc thời gian ấm áp bên những người thân yêu. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.